Okay, so welcome back to our lesson, Unit 3, City Around the World. And this one, we're going to talk about vocabulary, your workbook, page 18. Okay, so let's get started. Go to this workbook, page 18. So this, there are three exercises. One exercise that write the missing letters to complete the words. So you have to see the pictures and complete words from Unit 3 that you have learned previously. Và trong lần hạt tìm mùi này cứ nhìn sát trời bằng bình bịa nè. Mà chốt nó cứ bịa, mùi tùa sò. Cứ lừa bịa đại dương bàn tiết nó mới đến tỷ bày nè bạn. Nhưng mưa rụp hiếp hay bằng bình màu. Tí bí kì thà circle the word that is different. Và cụ rụng vốn tôi lưu biết đá khóc kì, khóc cọng mà, khóc cọng. Nâng, biết khóc cọng một tí hò thì biết small, biết thà busy, biết thà big, biết enormous. Và biết tầng bà mà ní cứ biết busy khóc kì, bụng mù là hát small, big, enormous. Cứ tạ tương mùi tùm hôm và thông rồi gọt tội. Và bị busy, mình bị bọn mùi tùm hôm thì chẳng bàn việc biển này cứ bị nơi cọng khó kì. Trong nói tị bấy cứ circle the correct answer to complete a sentence. Ok, kì thả ai cú. Trong lại đã trăm trớ vô tới bằng bánh nơi bà dụng mùi nì. Chẳng bà dụng bọc kì, kì miên bà dụng mùi dàng máu. Nè, hay miên bịa chùm rơ và miên buôn bịa này chùm rơ. Ta bịa ná đã của trường hợp dụng và đảm bây thuê ạ tầng này bởi dụng nâng cứ mình lấy cực cơn. Bạn chẳng xong thì sạch thuê cả trang nghiền này. Rồi hãy bằng to, xong bằng to tới video cầm này bằng to bà. Xong ai thuê ai tầng ổn xanh tiền trong lịch lịch mũi, trong lịch lịch bí, nâng trong lịch lịch bầy. Và mình ca lươn được cả cái thì sạch thuê cả dân tiền thoại cao video thoại khối địch tới bà xanh dì mình ca lươn ná. Và chẳng ổn cùng xâm rạp ca dựa chất tục đã. Thì chụp ní nơi video bằng to tiền. Và xong ổn cùng.